tại sao giới dân thứ sáu lại ngăn cấm tất cả các tội lỗi nghịch với Đức Khiết Tịnh? Hỏi, tại sao giới dân thứ sáu ngươi không được ngoại tình, lại ngăn cấm tất cả các tội lỗi nghịch với Đức Khiết Tịnh? Thưa, dù trong bản văn Thánh Kinh về 10 điều dân, chúng ta chỉ đọc ngươi chớ phạm tội ngoại tình, nhưng truyền thống hội thánh vẫn theo sát các giáo huấn luân lý của cựu ước và tân ước, luôn xem giới dân thứ sáu như bao gồm tất cả các tội phạm đến Đức Khiết Tịnh. Hỏi, đâu là trách nhiệm của chính quyền dân sự đối với Đức Khiết Tịnh? Thưa, chính quyền có trách nhiệm cổ võ sự tôn trọng phẩm giá con người, cũng có trách nhiệm góp phần tạo ra một môi trường xã hội thuận lợi cho đức khiết tịnh. Nhờ những luật lệ thích hợp, chính quyền phải ngăn chặn việc bành trướng các trọng tội nghịch đức khiết tịnh đã kể trên, đặc biệt để bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người yếu đuối. Hỏi, tất cả những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội được mời gọi sống đức khiết tịnh, theo cách nào? Thưa, các người Kitô hữu luôn nhìn đức Kitô là khuôn mẫu đời sống khiết tịnh, họ được mời gọi sống khiết tịnh tùy theo bậc sống của mình những người sống bậc đồng trinh hay độc thân của đời thánh hiến là cách sống trồi vượt để sẵn sàng hiến mình cho thiên chúa với chọn tâm hồn những người lập gia đình được mời gọi sống khiết tịnh theo bậc vợ chồng những người không lập gia đình cũng được mời gọi sống khiết tịnh bằng cách tiết dục hỏi những tội chính phạm đến đức khiết tịnh là những tội nào thưa những tội nặng phạm đến đức khiết tịnh tùy theo bản chất của từng đối tượng đó là ngoại tình thủ dâm tà dâm khiêu dâm mại dâm hiếp dâm các hành vi đồng tính luyến ái các tội này là biểu hiện của đam mê dâm đãng. Nếu phạm các tội này với các trẻ vị thành niên thì sẽ xúc phạm cách nặng nề hơn vào sự toàn vẹn thể lý và luân lý của các em. Trích bản toát yếu sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam, 2011.